Rồi, đây nó là cây súng đồ chơi bắn đạn mút xốp. Nó là hàng Air Zoomer. Và tên gọi của phiên bản này nó là Win Attack 8. Đây, cái ổ đạn của nó là mỗi lần gắn được là 8 viên đạn. Và kèm theo đây là 16 viên đạn tất cả. Là gấp đôi cơ số đạn của nó đó. Lúc mà gắn đạn vô thì gắn vừa đến thôi nha, chứ đừng có đè mạnh quá. Vẫn đè một chút, không có đè mạnh nữa. À, lên đàn nó là được cái này chứ. Để lên đàn.